Tôi là Hùng, tôi 27 tuổi. Hiện tôi đang làm quản lý bộ phận kỹ thuật thiết bị Xtutor, gắn bó với Băng Du Việt Nam từ những ngày mới thành lập cho tới nay. Chứng kiến từng bước phát triển và lớn mạnh của công ty, tôi thực sự thấy vinh dự và tự hào. Tôi cùng toàn thể kỹ thuật thiết bị Xtutor sẽ luôn nỗ lực hết mình, tiếp tục cống hiến cho sự lớn mạnh của công ty Băng Du Việt Nam nói riêng và tập đoàn Băng Du nói chung. Tôi tên Đức, năm nay 30 tuổi, là trưởng phòng GOC. Tôi vào Băng Du làm việc năm 2014. Tôi thấy Băng Du cho chúng tôi một môi trường làm việc năng động và chuyên nghiệp. GOC luôn nỗ lực để phát triển kế hoạch sản xuất và chiến lược kinh doanh. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ nỗ lực phấn đấu để góp phần đưa Băng Du trở thành lựa chọn hàng đầu của khách hàng trong lĩnh vực linh kiện điện tử. Tôi là Ngọc, giám sát sản xuất bộ phận ICT. Tôi gia nhập gia đình Băng Du Việt Nam với tinh thần đầy nhiệt huyết. Chúng tôi đã đào tạo, hướng dẫn leader, công nhân những nội quy, quy trình sản xuất nhằm nâng cao sản lượng và chất lượng đầu ra. Trong sản xuất 4M, kiểm tra, giám sát là một yếu tố vô cùng quan trọng. Do đó, tôi thường xuyên đi kiểm tra tình hình sản xuất, thao tác của công nhân, các công đoạn. Bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ quản lý và sự hỗ trợ từ các phòng ban, số lượng đơn hàng từ Samvi đã tăng lên theo từng tháng. Tôi cảm thấy yêu thích môi trường làm việc chuyên nghiệp ở đây. Tôi nghĩ rằng Băng Du là nơi chắp cánh cho những ước mơ. Tôi yêu Băng Du. Tôi là Trường, tôi làm việc tại Băng Du Việt Nam từ tháng 11 năm 2014. Công việc của tôi là quản lý chất lượng sản phẩm của công ty. Những ngày đầu vì chưa có kinh nghiệm, chúng tôi khá khó khăn trong việc đảm bảo chất lượng sản phẩm. Nhưng với sự quyết tâm, nỗ lực của bản thân và đồng nghiệp, chúng tôi đã sản xuất và đưa đến cho khách hàng những sản phẩm có chất lượng tốt nhất. Hiện nay Băng Du Việt Nam là một trong những công ty sản xuất camera hàng đầu tại Việt Nam. Với nhiệt huyết và lòng quyết tâm, tôi tin tưởng vào sự thành công của công ty. Tôi là Minh, quản lý kỹ thuật Xtutor. Tôi bắt đầu làm việc tại công ty từ tháng 3 năm 2015. Với môi trường làm việc hiện đại chuyên nghiệp, tôi cùng với anh em trong bộ phận kỹ thuật đã nỗ lực phấn đấu để đưa công ty trở thành một đối tác quan trọng của Samvi trong lĩnh vực điện tử và công nghệ. Là quản lý kỹ thuật sản phẩm, quản lý chất lượng nhà máy, tôi cùng với đội ngũ kỹ thuật luôn không ngừng nỗ lực đưa ra cải tiến chất lượng sản phẩm, nâng cao chất lượng xuất hàng. Đội ngũ cán bộ, nhân viên công ty quyết tâm đưa Băng Du Việt Nam ngày càng phát triển trong lĩnh vực điện tử. Cơ hội, nhiệt huyết, niềm tin, tương lai, thành công. Xin cảm ơn.